Hello, xin tất cả các bạn, chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại với channel của mình. Thì ở video ngày hôm nay, mình sẽ trở lại với chủ đề game Dream League Soccer 2019 anh em nhé. Và cái video hôm nay mình muốn đem đến cho các bạn đó là một phiên bản mod về một cầu thủ của Việt Nam đang chơi cho một câu lạc bộ của Hà Lan, đó là Văn Hậu. Và hiện tại thì Văn Hậu vẫn đang chơi cho đội SC Heerenveen, một đội bóng chuyên nghiệp tại Hà Lan. Thì Văn Hậu là một trong những cầu thủ trẻ mà hiện tại đang là hay nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại, với cái khả năng lên công về thủ của mình và cái vị trí của anh thì chắc chắn sẽ được đảm bảo ở những cái đội tuyển mà anh đang thi đấu. Thì chúng ta Văn Hậu thì cũng là một cầu thủ có số lượng fan lớn bậc nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Và hôm nay mình muốn đem đến cho các em một phiên bản mod của cầu thủ này với những hình ảnh giao diện của cầu thủ Văn Hậu anh em nhé. Thì như cái ảnh ở bên ngoài thì anh em đã nhìn thấy rồi. Đây là Văn Hậu đang trong màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam, bắt đầu số 5. Và chúng ta sẽ vào bên trong luôn. Những cái ô ảnh thì đây, 4 ô ảnh thì được mod rất là đẹp luôn. Đấy, 4 ô ảnh thì anh em nhìn nó chuyên nghiệp không? Nhìn rất là chuyên nghiệp anh em nhé. 4 ô ảnh thì có cầu thủ Văn Hậu này. Văn Hậu đang trong màu áo trắng của đội tuyển Việt Nam này, chỉ vào lá cờ Việt Nam luôn, chỉ vào lá cờ anh em ạ, nhìn rất là đẹp luôn. Bức ảnh thứ hai thì đó là Văn Hậu đang ở Heerenveen và một anh em Văn Hậu nữa. Ở dưới thì anh em thấy rồi, tất cả đều được mod rất là đẹp luôn và rất là chuyên nghiệp anh em ạ. Những cái background đằng sau hay là những cái chữ được thêm vào cái phiên bản này thì nó rất là đẹp luôn. Như vậy thì đấy là ở cái phần mà chúng ta đang review ở phần giao diện bên ngoài. Còn những cái phần bên trong, ví dụ như là phần đây, phần thị trường chuyển nhượng á, thì chúng ta đã được mở khóa full các cầu thủ thị trường chuyển nhượng, và các cầu thủ này đều có những cầu thủ bị xóa nhé. Các cầu thủ bị xóa là những cầu thủ bị xóa từ bản trước ấy. Thì anh em nào chơi em có thể biết rồi, ví dụ là Totti này. Đấy, Totti này hay là Ibra phiên bản là 2020 đã trở lại rồi. Đấy, Ibra này. Hay là Lewandowski. Đó. Những cầu thủ đã bị xóa từ những phiên bản trước cơ. Đấy, và tiếp theo thì một cái tính năng của phiên bản này nữa đó là chúng ta có thể tạo cầu thủ có quốc kỳ của Việt Nam anh em nhé. Quốc kỳ của Việt Nam đấy. Đấy, anh em nào muốn chơi thì anh em tải phiên bản này về. Ok luôn. Ví dụ mình sẽ tải đó là HVT Gamer anh em nhé, tên thế. Ok, quốc tịch thì chúng ta sẽ chuyển sang quốc tịch của chúng ta. Vì phiên bản này có thể tạo ra quốc kỳ của Việt Nam rồi anh em ạ, nên là chúng ta sẽ chuyển sang Việt Nam. Việt Nam nó sẽ nằm ở chữ V, nó sẽ nằm ở những quốc gia ở cuối cơ, cuối cùng anh em ạ, những quốc gia ở cuối cùng. Đây mình sẽ tìm cho anh em xem. Bây giờ chữ B thôi, mình tìm lộn lại chữ B với chữ A. Một chút nữa đến anh em ạ. Ok, đến Việt Nam rồi này, sao đến Việt Nam rồi. Ok, như vậy đây là quốc kỳ của Việt Nam nhé, anh em có thể nhìn rõ như thế nhé, quốc kỳ của Việt Nam. Và chúng ta sẽ chuyển vị trí này, mình sẽ chuyển vị trí sang CM nhé. Và đây là mái tóc này. Mày tóc mình sẽ để màu trắng cho chất nha, màu trắng cho chất. Đây, màu trắng cho chất này, đây là kiểu khuôn mặt này. Đấy, kiểu khuôn mặt. Sẽ để kiểu khuôn mặt mình yêu thích nhá. Đấy, rất là nhiều khuôn mặt cho anh em lựa chọn luôn. Mình sẽ để tóc kiểu này cơ, đây này, sắp đến rồi. Ok, thế này nhá. Còn cái phần facial hair này, đây là râu nhá. Đây là chọn, đây là mình chọn non là không có râu, và số mình chọn số 7 anh em nhá. Chọn số 7 và chọn bên trái. Chọn bên phải. Ok, mình sẽ tạo luôn. 4780 vàng. Ok, đã tạo được cầu thủ HVT Gamer rồi. Đấy, rất là đẹp luôn anh em ạ. Ok, đấy nha, HVT Gamer, cao 1m82 và thuận chân phải. Đấy, tạo cầu thủ có quốc kỳ của Việt Nam đấy, rất là chất luôn anh em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ vào phần đội hình. Phần đội hình thì mình sẽ sử dụng đội hình của đội tuyển quốc gia Việt Nam là thuận tay chân anh em nhé. Đội hình của đội tuyển quốc gia Việt Nam thuận tay chân, đây, ví dụ Công Phượng này, hay là vẫn còn Anh Đức này, đấy, Quang Hải này, thuận tay chân tất này, hay là Văn Hậu này, thuận tay chân này, Quế Ngọc Hải này, Đỗ Diệu Mạnh này, hay là Văn Lâm cũng thuận tay chân anh em ạ. Ok, đấy là phần review bên ngoài. và phần review ở cái phần đội hình cũng như là những cái phần giao diện ở bên ngoài này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần đá online. Phần đá online thì đây là cũng là cầu thủ Văn Hậu đây, và chúng ta sẽ xem nó đá được online không anh em nhé. Mình sẽ vào trận đấu đá online này. Chắc chắn những phiên bản mình làm ra thì chúng ta có thể đá online bình một cách rất là bình thường luôn, anh em ạ. Thì phiên bản 2019 đã không được phát hành trực tiếp trên các trình duyệt của CS Play hay là App Store nữa, nhưng mà thì đây nó vẫn là một cái game, tựa game mà có thể chơi đá online được anh em ạ. Đấy, mình đang bị hơi đơ một chút anh em ạ. Tại là mình làm ứng dụng á, các video của nó có khi có thể là hơi nhiều một chút nên anh em ạ, nên là nó sẽ bị out ra cái bộ nhớ trong cái ứng dụng của mình á. Những cái ứng dụng của mình quá nhiều nên là bộ nhớ nó sẽ bị tốn, nên là nó sẽ tự out ra chứ không phải bản mod có vấn đề anh em nhé. Bản mod không gặp một tí vấn đề nào cả. Đấy, mình sẽ tìm lại trận đấu đá online cho anh em xem. Của mình là nó có nhiều ứng dụng với lại nhiều video quá nên là nó sẽ bị đầy ứng dụng và nó sẽ bị tự đẩy ra những cái ứng dụng mà nó cảm thấy không cần thiết nữa. Đấy. Ok. Như vậy có thể đá online bình thường nhá. Bây giờ thì máy mình hơi đơ một chút nên là chúng ta sẽ thoát ra nhá. Đây, mình sẽ thoát ra. Mình hướng dẫn anh em tải luôn. Còn cái việc đá online thì anh em hãy tự trải nghiệm cho mình nhá, Thì để tải được phiên bản mod này thì anh em phải tải cho mình 3 cái link tương tự như các phần khác. Ví dụ mình sẽ vào link APK này này. APK này thì anh em lấy link một cách bình thường thôi. Tích vào mình phần tôi không phải cái máy này. Và đợi nó hiện dấu tích V. Anh em nào mà chưa biết cách lấy link thì anh em có thể nán lại một chút nhé. Ok, tôi không phải cái máy, và tiếp theo sẽ bấm vào phần continue này. Quảng cáo em lướt vào đi cho mình, lướt hết quảng cáo đi. Thì quay lại cái trang cũ này thì nó sẽ bảo cho mình là đợi cho nó chạy 0 giây. Và những cái quảng cáo trên màn hình này toàn những quảng cáo hết, nhưng anh em đừng có click vào, anh em đóng hết đi. Anh em đóng hết sạch đi cho mình nhá, đóng hết sạch đi. Tích bỏ hết đi. Ngưng xem quảng cáo này. Ok. Ứng dụng nó đã chạy về 0 giây rồi, và chúng ta sẽ tìm cái chỗ mà get link này này, chúng ta sẽ bấm vào get link. Quảng cáo lại lướt vào đây cho mình. Bây giờ thì nó sẽ bảo anh em là nó sẽ chuyển anh em sang một trang khác. Thì trang này anh em cũng làm tương tự như mình nhá. Đấy, tích vào phần tôi không phải người máy này. Tích bỏ đi. Tôi không phải người máy. Đợi nó hiện dấu tích V cho mình. Ok, tiếp theo sẽ bấm cho mình vào phần đây, nhấn vào đây để tiếp tục anh em nhé. Và bây giờ thì anh em sẽ đợi cho nó chạy về 0 giây như cái vừa nãy cho mình. Đây, 15 giây đây. Thì mình nghĩ là anh em khi mà anh em tải cái link này á, thì anh em hãy thoát ra những cái tab mà thừa đi. Đây, ví dụ như thế này nhá. Anh em vào phần tab này, anh em thoát hết những cái ứng dụng thừa này đi. Đấy, mình sẽ để nguyên một ứng dụng này thôi, để nguyên một cái tab này thôi để chúng ta dễ nhận diện đâu là cái tab của mình đang muốn lấy link. Ok, 0 giây rồi thì bây giờ thì anh em sẽ bấm cho mình phần lấy link nhá. Đấy, bấm vào Chrome này thì chúng ta sẽ lấy link tải luôn. Cái này thì anh em sẽ bấm phần tải về cho mình nhá. Thì tải về thì anh em rất là quen thuộc rồi. Cái này thì mình sẽ để sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ xóa bỏ bản cũ đi, xóa bỏ cái bản cũ đi. Và bây giờ thì mình sẽ vào dần ra Driver này. Anh em sẽ bấm cho mình vào phần download này. Đây là ba cái tên mình vừa tải nhá, APK, OBB và data. Thì tiếp theo là phần APK này. Đầu tiên là anh em sẽ bấm mở nó ra. Và anh em sẽ cài đặt cái APK này cho mình. Cài đặt cái APK này chính xác là ứng dụng anh em ạ. Chính xác là cái ứng dụng mà cần thiết nhất là những cái phần mà anh em mod là vào phần hết phần APK này. Còn phần OBB và data thì anh em có thể lấy ở bất cứ đâu cũng được. Còn phần APK này chắc chắn sẽ phải có, và chắc chắn chúng ta sẽ phải làm đầu tiên. Đấy, ứng dụng đã được cài đặt và bấm xong nhá. Tiếp theo là phần OBB, anh em bấm xem cho mình. Và anh em lại bấm sao chép cho mình này. Chọn phần bộ nhớ thiết bị Android và OBB. Ok, bây giờ anh em sẽ dán vào và đợi nó giải nén đến 100% cho mình. Đấy, đợi nó giải nén đến 100% cho mình. cái phiên bản này thì nó, những phiên bản mod này nó không có gì đặc biệt đâu, nên là nó có những cái phần giao diện rất là đẹp luôn. Nhưng mà có một mình nghĩ là một số đồng anh các anh em cũng đều thích mình làm những bản mod này để chúng ta sẽ cập nhật mới những cái phiên bản, những cái giao diện mới lạ về trong game. Đấy, như vậy thành công rồi. Còn cái phần data nhé, data thì anh em có thể hack bất cứ đội hình nào, hay bất cứ cái data đội hình nào mà anh em muốn vào, chứ không nhất thiết phải là đội hình Việt Nam. Đấy. Phiên bản mod này là do của Thánh Lốp, của team của mình, và một youtuber trẻ nữa đó là HDT Gamer. Đấy, thì anh em nào rảnh em lên kênh YouTube này, anh em subscribe và ủng hộ hai bạn đấy. Thì như vậy chúng ta đã vào bên trong của game. Và đến đây thì video của mình cũng sẽ kết thúc. Và anh em nào thấy video của mình hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký. Anh em nào mà mới xem video của mình lần đầu cũng like và chia sẻ và đăng ký anh em nhé. Like nha anh em nha. Đến đây thì video mình cũng xin kết thúc. Mình bye bye anh em. Chúc anh em xem video của mình thật là vui vẻ. Bye bye.